7 vụ cháy ô tô trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu của năm 2017, trong đó có những vụ cháy xe khách gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, thì một nửa số vụ cháy có nguyên nhân từ chập điện. Qua tìm hiểu tại các trạm đăng kiểm, thì phóng viên chúng tôi đã phát hiện ra một thực tế rằng gần như tất cả các xe khách, xe du lịch đều lắp thêm các thiết bị điện ngoài thiết kế của xe. Tại một trạm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, các kỹ thuật viên đã phát hiện nhiều xe khách lắp thêm các thiết bị ngoài thiết kế của xe. Chiếc xe khách này là một ví dụ. Màn hình vô tuyến, đầu video, tủ lạnh. Không chỉ đấu nối thêm như vậy, chủ xe còn lắp thêm biến áp để cung cấp điện cho các thiết bị này. Nguy cơ cháy nổ do quá tải điện, chập cháy là rất cao. Bình thường thì đủ là vẫn hơn, nhưng mà lắp thừa ra dễ gây ra cháy nổ, mình không nên lắp. Bạn biết là không nên lắp, tại sao trên xe mình vẫn có hai cái vô tuyến như này nhỉ? Không, ví dụ em đi lái xe thì em lên xe thì các bác bảo là thừa thì em biết thừa rồi. Theo các trạm đăng kiểm, gần như 100% các xe khách, xe du lịch đều lắp thêm các thiết bị điện. Trong khi đó, hệ thống điện trên xe khách chỉ là điện một chiều 24V. Để tải điện cho các thiết bị, các nhà xe đã tự chế hoặc lắp ráp các bộ kích điện đưa lên thành 220V. Nguy cơ chập điện và cháy nổ là rất lớn. Bên cạnh đó, hệ thống dây dẫn để các loại thiết bị như TV, tủ lạnh cũng dễ xảy ra chập cháy. Nhà thiết kế người ta đã tính toán về cái công suất là đã đảm bảo và cũng không có cái hệ số dư để khi mình lắp thêm các thiết bị điện. Nhưng vì là nhu cầu của khách hàng cũng như là các cái đảm bảo về cái tiết kiệm nhiên liệu hoặc là rất nhiều cái yếu tố khác, thì các cái chủ phương tiện đã đấu nối thêm các thiết bị khác để phục vụ các cái mục đích ngoài cái mục đích vận hành xe. Nên là qua đó là rất dễ, cái đấy là một trong những nguyên nhân rất dễ để xảy ra cháy nổ. Khi chúng ta lắp thêm những cái phụ kiện đồ chơi như màn hình hoặc là độ đèn LED hoặc là đi lại những cái đường dây điện của chúng ta đi lại ấy, thì nó đã không phải là tiêu chuẩn của nhà sản xuất và chất lượng của những cái đường dây điện đấy nó cũng không được đảm bảo. Khi dòng điện chạy qua thì có thể là gây chập cháy, rồi lâu ngày thì những cái vỏ dây nó kém đi ấy, thì nó sẽ gây lên hiện tượng là đánh lửa, tia lửa điện ra ngoài. Và trên xe hơi của chúng ta thì có rất nhiều cái chất liệu có thể bắt lửa và dễ cháy. Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông chỉ kiểm tra về an toàn cháy nổ trên xe, như kiểm tra bình chữa cháy, búa thoát hiểm và hàng hóa dễ cháy nổ. Chưa có chế tài nào cho việc xử lý các vi phạm lắp thêm các thiết bị điện ngoài thiết kế.